một cái nhóm mà được sử dụng rất nhiều và các chị rất dễ nhận biết, nó có cái túi chung đó là Rubicin. Chúng ta thấy đó là có Amlacetin. Thì các chị nhìn cái nhận biết của các cái thuốc này đó là tập của một túi Rubicin, Doxorubicin, Dalorubicin, vân vân. Và nhóm thứ hai chị ít sử dụng hơn đó là Levofloxacin, thì ít sử dụng và các cái thuốc khác. Thì cái nguồn gốc của nó tại sao được gọi là kháng sinh thì hôm trước tôi cũng có giải thích với anh chị rồi, cũng là nó được di chích ra từ cái môi trường nguồn cảnh các cái nấm chất trong xét. Về cơ chế tác dụng thì nó có nhiều cái cơ chế khác nhau. Đầu tiên là nó gắn tổng hóa trị với lại topoisomerase. Cái enzyme này làm gì đó nhỉ? Topoisomerase hóa xoắn thể hai cái em tách ra trước khi lần đầu nè. Như vậy khi nó gắn vào thì nó dẫn đến là ức chế cái enzyme topoisomerase và làm cho quá trình lên đồn của ADN bị ức chế. Cái cơ chế thứ hai nó cũng có thể thực hiện đó là ức chế các enzyme ADN polymerase. Enzyme này làm gì nhỉ? Tổng hợp ADN lên tổng hợp cái đoạn. Như vậy thì nó ức chế chủ yếu lên cái nhân đồn ADN. Và một cái lưu ý khi chúng ta sử dụng cái nhóm kiểm soát kháng sinh, đặc biệt là cái nhóm amlacetin, đó là cái cơ chế tác dụng của nó liên quan tới sắt. Trong cái tế bào thì nó được cử nhờ enzyme hoặc là nhờ sắt xúc tác và nó tạo ra các gốc tự do, và các chủ phụ của nó là cái thừa sắt. Và khi thừa sắt thì nó sẽ tích lũy chủ yếu ở các cái cơ quan như là gan, tim, thận, và nó dẫn đến là có những cái tác dụng phụ đặc trưng của cái nhóm này, đó là gây suy tim. Do đó trên cái dược lý thực nghiệm thì người ta có thể dùng các cái kháng sinh kháng ung thư thuộc nhóm amlacetin như doxorubicin để làm mô hình gây suy tim, tại vì nó gây thừa sắt và nó tích tụ ở tim, ở gan, ở thận, vân vân. Cái lưu ý tiếp theo của cái nhóm này về mặt tác dụng phụ, các bạn lần trước cũng có giải thích với anh chị về cái tác dụng phụ suy tủy, thì các cái kháng sinh amlacetin thì gây suy tủy khá mạnh. Và một cái tác dụng phụ cũng đặc trưng khác đó là tác dụng hoại tử trong cái lĩnh vực thoát mạch, thì đây là cái nhóm gây tác dụng phụ mạnh nhất về hoại tử trong thoát mạch. Nó có thể là gây loét cái mô mềm xung quanh khi chúng ta bị rò rỉ cái thuốc ra cái mô đó, và có những trường hợp nặng thì chúng ta sẽ phải cắt bỏ cái phần hoại tử đó. Và thông thường nếu mà chúng ta phát hiện sớm thì trên lâm sàng người ta sẽ theo dõi và người ta sẽ trường nóng, trường lạnh, hoặc là dùng các cái thuốc kháng viêm như glucocortisone, vân vân. Và để tránh các cái hiện tượng thất mạch do ung thư, đặc biệt là những cái thuốc mà nó gây nặng như thế này, thì trên lâm sàng trước khi người ta truyền ra thì trước chúng ta giải thích với anh chị đó là người ta sẽ truyền cái gì đó là dung dịch sinh lý trước nay trong vòng 30 phút để kiểm tra xem là có cái chỗ nào nó bị rò rỉ hay không. Và sau đó chúng ta mới truyền. Và sau khi truyền thuốc xong thì chúng ta phải tiếp tục truyền dung dịch sinh lý tiếp, để nếu mà có bị thất mạch thì nó sẽ tăng lại cái nồng độ hơn. Và chúng ta phải giữ cái kim lại trên người bệnh nhân, chúng ta giữ để cho lần truyền tiếp theo khi chúng ta không được thuốc ra thì nó sẽ gây tăng nguy cơ thoát mạch. Thì đây là các cái thuốc trong nhóm về mặt cấu trúc nên thì các chị tự tham khảo. Về chỉ định thì đối với cái nhóm này, cái thuốc mà được dùng nhiều nhất đó là doxorubicin. Mặc dù tác dụng phụ nó rất nhiều, bởi vì nó mạnh nên tác dụng phụ nó nhiều. Nhưng bởi vì tác dụng phụ mạnh thì nó sẽ có tác dụng biểu hiện mạnh hơn. Do đó người ta dùng cái thuốc này rất là nhiều. Nên chị nhìn cái bảng phân bổ tổng hợp đó, thì doxorubicin được dùng trong nhiều phác đồ khác nhau. Các chị thấy nó có thể trị những cái bệnh về bạch cầu thì cũng tương tự với các thuốc khác ha. Những cái ung thư liên quan tới hệ sinh dục như vú, đường tiết niệu, rồi tuyến giáp, phổi dạ dày vân vân, cũng là rất là nhiều bệnh khác nhau. Còn các cái thuốc khác trong nhóm thì đa số liên quan tới bạch cầu ha. Trừ cái doxorubicin thì được sử dụng rất là nhiều, còn các cái thuốc khác thì các chị lo lắng chủ yếu là liên quan tới bệnh bạch cầu. Như vậy cái phần tác dụng phụ của cái nhóm này ha, thì các chị lưu ý cho tôi về tác dụng phụ suy tim. Hầu
gian và suy tủy, vì suy tủy của nó rất là nặng. Đó là ba cái tác dụng phụ đặc trưng và chúng ta sẽ phải xử lý khi xảy ra sai biến. Các kháng sinh khác thì chúng ta thấy cái chỉ định của nó khá đa dạng, nó không có dễ để chúng ta mong là được. Ví dụ leomycin thì lại liên quan tới ung thư tinh hoàn, cổ tử cung, hoặc là bệnh bạch cầu, thóc tim, không thóc tim. Rồi actinomycin thì nó liên quan tới các cái ung thư về thai trứng, hoặc là sarcoma cơ, tức là cái mô này của trẻ em. Mitomycin thì liên quan tới ung thư dạ dày hoặc môn phổi, nhưng mà chúng ta thấy nó không có cái gì đặc trưng để chúng ta coi là được, thì nó chỉ có. Bye.